Xin chào các bạn nha. Chờ chị một chút nhá, chờ chị 5 phút. Để chị xem vào nhóm kia cho bọn nó vào học đã. Lần sau thi rồi đúng không? Tuần sau là các bạn sẽ thi. Còn 3 phút nữa chúng ta sẽ bắt đầu học nhá. Hôm nay chị sẽ chữa tiếp cái bài hôm trước chữa rồi, chưa chữa được. Do các bạn quá lười học. Hôm nay chúng ta thống nhất luôn ngay từ đầu nhá, là chúng ta nếu chị đặt ra câu hỏi mà 3 phút chưa có đứa nào trả lời thì chúng ta kết thúc livestream ngay tại lúc đấy nhá. Như lần trước luôn. Không có kiểu dạy một mình, độc thoại một mình đâu nhá. Học cho các bạn mà. Rồi thì các bạn để ý nhá, là đi thi chúng ta sẽ kỹ thuật điện thì gần như mỗi người sẽ là một đề đấy, lấy từ kho đề chung ra. Thế nên là những cái bạn nào mà các bạn thi rồi ấy, thì các bạn sẽ bất lợi hơn so với những bạn thi sau. Tại vì nếu mà chúng ta thi đầu ấy thì chúng ta gần như là chưa nghe được review các cái bạn của các bạn thi trước ấy. Đó. Thế nên là tại vì đề lấy chung từ một kho đề ra mà, các thầy sẽ lấy từ một cái kho đề nhất định ra. Sau đó thì các bạn sẽ thi theo cái đề như thế. Do đó mà mỗi một bạn gần như là sẽ có một đề thi riêng. Và chị nói với các bạn điều này là các bạn cố gắng là đi thi đừng có quay cóp nhau nhé. Các bạn chỉ cần nghiêng người sang một góc nào đó thôi là các bạn cũng đã bị đánh dấu bài rồi. Thế nên là chúng ta đừng có quay cóp nhé. Các bạn có rất nhiều trường hợp bị xé bài môn này rồi đấy. Các bạn cứ hỏi các anh chị khóa trên thì sẽ biết là rất nhiều trường hợp đã bị xé bài ngay tại phòng thi ở môn này rồi. Đó. Rồi cố gắng học nhá. Giờ chị sẽ bắt đầu chữa. Đầu tiên là chúng ta sẽ chữa bài 2.10. Chờ chị chút nha. Bài 2.10. Các bạn mở sách bài tập ra đi ạ. Bài 2.10. Chúng ta sẽ có là xl bằng r2 và bằng 10, r1 bằng 5 ạ. Y2 sẽ bằng 10 ạ. Công suất toàn mạch Q toàn mạch ạ bằng 0 ạ, tìm xc ạ. Hỏi chấm và công suất tác dụng toàn mạch P toàn mạch bằng hỏi chấm ạ. Rồi thì đầu tiên các bạn nhìn cho chị cái mạch của bài này. Chị sẽ vẽ lại nhá. Xem bên này. Đây, chúng ta có R1 ạ. Chúng ta có XC ạ. XL ạ. R2 ạ. Đây là Y ạ. Đây là Y1 ạ. Còn
đây là E2 ấy, thì các bạn sẽ thấy là có một số bạn sẽ đặt ra câu hỏi là chị ơi, lúc này chúng ta sẽ, đầu tiên chị sẽ nói ra cách tính đấy nhá. Thứ nhất là chúng ta có E2 ấy, và R2 ấy. Chúng ta sẽ tính được gì ạ các bạn? E2 và R2 chúng ta tính được gì ạ? Nhìn từ cái mạch này này. Ừ đúng rồi, chúng ta tính được U2 ạ. Ghê quá nhỉ, hôm nay chăm ngoan cơ nhỉ. Chúng mày cứ không trả lời đi, chị tắt like cho chết hết nhá. Lần sau là thi rồi, không lười được nữa đâu nha. E2 và R2 chúng ta tính được U2. Thế một số bạn lại hỏi chị là, à quên nhỉ, chỗ này U2 chúng ta chính là bằng U1 ạ. Tại vì do mạch này mạch song song đúng không? Phước vào cho chị nhá. Rồi có một số bạn hỏi là, thế bình thường là các bạn sẽ thấy một cái điều rất lạ lạ ở đây là Y2 ở đây bằng 10, R2 lại là số thực, Y2 ở đây cũng là số thực. Thế tại sao U2 chị lại viết là số phức? Là tại vì là cái U2 này này, chúng ta làm mạch chỉ có R thôi. Thế nên là góc lệch pha bằng 0, được chưa? Thế nên cái Y2 này các bạn có thể hiểu là 10 nhân em oxy 0, được chưa? Thế nên chỗ này chúng ta hoàn toàn là 10 nhân em oxy 0 nhân với R2 thì chúng ta ra được U2 nhá. U2 các bạn tính ra U1 do mạch song song. U1 kết hợp với Z1 ạ, cái ZL này này, XL này, Z1 này, thì chúng ta tính được Y1 ạ. Từ Y1 phức và Y2 phức thì chúng ta tính được Y ạ. Và chúng ta tính ra P toàn mạch hoàn toàn được ạ. Tại vì P, à rồi hỏi lại nhé, thế P toàn mạch ở đây có mấy thành phần ạ? Nào, P toàn mạch ở đây có mấy thành phần ạ? Đúng rồi, chúng ta sẽ có hai thành phần P toàn mạch ở đây. Nếu các bạn đi thi, chị nói lại lần nữa là đi thi chúng ta không biết được là cái là có mấy thành phần thì các bạn cứ nhớ cho chị là P chỉ tác dụng lên R thì các bạn cứ đếm số R trong mạch là được, 1 2, được chưa? Rồi bây giờ chúng ta cùng tính nhá. Chúng ta có Q toàn mạch ạ. Q toàn mạch ở đây là bằng 0 đúng không? Q toàn mạch ở đây cũng sẽ có hai thành phần, đó chính là thành phần qua XC và thành phần qua XL. Đó, chúng ta biết hết dòng điện rồi, các kiểu rồi, QC bằng 0, từ đó chúng ta sẽ tính ra XC. Đó, từ đó tính ra XC nhé. Rồi bây giờ chúng ta cùng làm theo hướng này nhé. Bài này đi thi nhá, chị sẽ trình bày lại cho các bạn một lần bài này. Các bài sau chị sẽ không trình bày chi tiết như thế này nữa, mà để các bạn tự làm. Chờ chị lấy máy tính đã. Chờ chị 30 giây nhé. Chị sẽ trình bày lại một lần nữa cho những bạn nào mà các bạn chưa biết cách trình bày. Chúng ta sẽ trình bày một lần nữa nhé. Rồi chúng ta sẽ có là gì ạ? Chúng ta sẽ có là U2 sẽ bằng Y2 nhân với R2. U2 là sẽ, Y2 sẽ bằng 10 nhân với R2 là 10. Vậy thì U2 chúng ta sẽ có kết quả là 100 ạ. Các bạn đi thi đừng quên đơn vị, không được quên đơn vị ạ. Viết công thức trước, viết bước thay số sau và viết kết quả cuối cùng ạ. Thứ hai đó chính là chúng ta tính được do mạch song song. Thật ra thì cái câu song song ấy các bạn có thể viết hoặc không cũng được. Các bạn chỉ cần viết U2 bằng U1 là được. Còn các thầy sẽ tự hiểu là mạch song song. Bạn nào mà chi tiết hơn tí nữa em viết chữ song song ở đây có thể hiểu. Từ đó chúng ta tính suy ra tính Y1. Y1 sẽ bằng U1 chia cho Z1 ạ. Z1, U1 chính là bằng U2 là 100. Z1 của chúng ta ở đây là XL. XL ở đây sẽ là 10G nhá. Được chưa, 10G. Thì chúng ta sẽ được là 10 nhân thì chúng ta sẽ được trừ 10G. Và các bạn viết dưới hai dạng cho chị là dạng em a cộng bz và em uzi phi cho chị thì sẽ bằng 10 nhân em uzi trừ 90 độ ampe. Tiếp theo chúng ta sẽ tính được y ạ. Y sẽ bằng do Q1, các bạn có thể viết y1 cộng y2 phức ở đây, các bạn có thể viết Q1 ở đây
hoặc là không viết cũng được, các thầy sẽ tự hiểu. Thì sẽ bằng là 10 cộng với trừ 10 gì thì sẽ bằng 10 căn 2 nhân E mũ gì trừ 4 5 độ. Và bằng, đấy, thế thôi, ampe ạ. Được chưa? À, rồi, và chúng ta tính P toàn mạch ạ. P toàn mạch ở đây chính là P qua Y, chính là có hai thành phần đúng không? R1 đúng không ạ? Cộng với R2 đúng không? R1 ở đây chúng ta có dòng điện Y chạy qua điện trở R1, do vậy chúng ta lấy Y nhân với R1. Dòng điện điện trở R2 có dòng Y2 chạy qua, do vậy chúng ta lấy Y2 nhân với Y bình phương nhân R1 cộng Y bình phương, Y2 bình phương nhân R2. Y2. Và chúng ta sẽ là 10 căn 2 bình phương đó. Cái trường hợp này để các giúp các bạn tính P này. Các bạn lấy luôn số thực các bạn tính. Nhân với R2 ở R1 ở đây chính là bằng 5. Cộng với Y2 ở đây chúng ta có là bao nhiêu nhỉ? Y2 là 10. 10 bình phương nhân với 10. Và chúng ta sẽ bấm máy tính. 10 căn 2 tất cả bình phương nhân 5 cộng 10 bình phương nhân 10. Và kết quả chúng ta được 2000 W. Rồi, bây giờ chúng ta tính, chị sẽ nói chỗ này một chút. Có nhiều bạn hỏi chị là lúc mà dạy thì chị có nói một cái công thức các bạn chắc hẳn vẫn còn nhớ. Đó chính là khi mà mạch là mạch tam giác hoặc là mạch tam giác như thế này đúng không? Hoặc là mạch sao. Chị đây là trường hợp ba pha nhé, chị nói thêm nhé để chị tí nữa chị dạy cho nó dễ. Trường hợp ba pha đúng không? Ba pha mạch tam giác, chúng ta có mạch tam giác hoặc là mạch sao đúng không ạ? Thì lúc mà dạy chị có nói một cái công thức là nếu mà các bạn tính P hoặc là tính Q cho mạch ba pha đối xứng ấy, thì các bạn sẽ có là công thức là QC hoặc bình phương và Y bình phương C nhân với X C đó. Thì chị có nói là cái công thức này chỉ được áp dụng cho mạch sao đúng không? Mạch sao đúng không ạ? Nhưng các bạn hiểu rộng ra nhé, các bạn hiểu rộng ra một cách rộng ra. Thật ra nó không phải chỉ áp dụng cho mạch sao, mà là chị nói cái kiểu mạch sao cho các bạn đỡ nhầm thôi. Tại vì nếu mà chị nói là mạch tam giác thì các bạn sẽ nhầm là IJ hoặc là IFA. Thì hôm nay chị nhân tiện chúng ta học lại cái công thức B này, thì chị nói lại lần nữa này, là chúng ta sẽ lấy điện trở nhân với dòng điện qua điện trở đó. Tức là ở đây chúng ta có tính R1 đúng không? P đi qua R1 đúng không? Thì chúng ta phải lấy Y, tại vì Y là dòng chạy qua điện trở R1 đúng không ạ? Tương tự như thế, thì cái công thức này không phải áp dụng nguyên cho sao, mà chúng ta áp dụng cho tam giác cũng vẫn được. Nhưng ở tam giác thì chúng ta lưu ý là với cái công thức Q hoặc là P ấy, mà các bạn dùng công thức là Y bình phương nhân với X hoặc là Y bình phương nhân với R ấy, thì các bạn phải lấy là Y pha nhé. Mạch sao thì IJ bằng IFA rồi. Đó, thì chị không nói. Nhưng mạch tam giác thì IJ khác IFA. IJ tức là dòng điện chạy bên ngoài, còn IFA là dòng điện chạy bên trong, đúng chưa? Mà chúng ta tính P hay tính Q, chúng ta phải tính cái dòng điện chạy qua cái điện trở đó, tức là cái dòng pha này này, được chưa? Thế nên là đi thi các bạn hoàn toàn có thể áp dụng được cái công thức này nhé. Cái công thức nếu mà các bạn dùng pha thì các bạn không cần phải chuyển đổi tam giác sao, được chưa? Còn nếu mà các bạn thích cái kiểu từ dùng tam giác sao như ban đầu chị dạy cũng vẫn được. Còn bây giờ là các bạn phân biệt được rồi, tức là dòng IJ hoặc là dòng IFA các bạn phân biệt được rồi. Các bạn phân biệt là P là lấy chạy qua cái điện dòng chạy qua điện trở rồi, thì các bạn sẽ hiểu là cái thành phần này là cái thành phần pha. Thế nên mạch tam giác nhé, chúng ta phải lấy IFA nhé, chúng ta không được lấy IJ nhé. Đó, hoàn toàn được nhé, chứ không phải là chỉ có mạch sao mới dùng cái này nhé. Tam giác cũng dùng được nhưng mà phải là đại lượng pha. Đó. Tiếp theo chúng ta sẽ tính Q toàn mạch ạ. Q toàn mạch ở đây bằng 0 rồi, chúng ta thay công thức vào thôi. Ở đây chúng ta có hai cái Q toàn mạch ạ. Một cái là đi qua XC ạ. Thì XC sẽ có Y bình phương chạy qua, chúng ta có Y bình phương nhân X thì C, chúng ta thêm dấu trừ vào nhé. Tại vì QC, Q toàn mạch nó chính là bằng Q toàn mạch này, QC cộng với QL đúng không? Đúng chưa? QC chính bằng trừ Y bình phương nhân X thì C nhân với Y1 bình phương nhân X thì L. Tại vì X thì L nó là đại lượng, nó là cái hàng dây ấy, thì nó không có dấu trừ, còn thằng tụ thì nó có dấu trừ, đúng không? Và bằng Y
là bằng 10 căn 2 tất cả bình phương trừ 10 căn 2 bình phương x thì c chúng ta chưa biết ạ, cộng với y 1 bình phương, y 1 là bằng 10 bình phương nhân với x thì l ở đây bằng mấy nhỉ, 10 bằng 0 ạ. Từ đó chúng ta tính ra x thì c, x thì c sẽ là trừ 10 bình phương nhân 10 chia cho 10 căn 2 tất cả bình phương. Đó, bằng 5. 5 P. À quên nhầm, 5 U. Đó. Thì đi thi các bạn sẽ có ngay đáp án là cái này luôn. Được chưa? Đó, đi thi trình bày y như thế này. Rồi bài này các bạn có hỏi gì không ạ? Chúng ta qua bài tiếp theo được chưa? Ok chưa? Ok. Tiếp theo chị sẽ chữa, các bạn comment nhanh thì chị sẽ chữa được hết tất cả các bài của các bạn. Nào, bài tiếp theo chúng ta sẽ là bài 2.14 ạ. 14. 14 là cái bài như thế này. Ừ, rồi. À, chị sẽ không biết lại đề đấy nhá. Bài này nó khá rõ ràng rồi. Chúng ta có R0 ạ, R0 bằng R2 và bằng 3 ohm. X1 bằng X2 bằng X3 bằng 8, U bằng 120V. Các bạn tính tất cả các dòng điện ra. Với cái dạng các bạn luôn nhớ cho chị nhá, với cái dạng mạch đi thi như thế này này, chị dạy này. Chị dạy lại lần nữa này. Là nếu các bạn thấy XL và XC nó song song với nhau mà giá trị của nó lại bằng nhau, như bài này chẳng hạn, các bạn thấy x1 và x3 song song với nhau đúng không? Và x1 lại bằng x3 bằng 8W thì các bạn vẽ lại mạch cho chị. Vẽ lại như sau. R0. Chúng ta chị sẽ chuyển cái x2 lên đầu nhá. XR2 ở đây. Đây là x1. Còn đây là x3. Đây là U, đây là Y0. Đó, chúng ta vẽ lại như thế này cho chị. Tại vì sao chị bắt các bạn vẽ lại như thế này? Tại vì chúng ta sẽ tính cho chị cái Z13 song song này trước. Chúng ta tính hai cái thằng song song này trước đi đã. Chúng ta có Z13 song song nhá, chính là bằng Z1 nhân Z3 chia cho Z1 cộng Z3 đúng không? Thì sẽ bằng thằng này là 8G trừ 8G đúng không? Chia cho 8G trừ 8G. Đó, các bạn thấy một cái điều rất đặc biệt đúng không? Đó chính là Z ở đây chúng ta bằng vô cùng ạ. Khi Z bằng vô cùng thì dòng điện chạy qua đây sẽ bằng 0. Chính vì vậy các bạn có thể kết luận là cái thằng này nó là cái gì? Nó là mạch hở. Hay trường hợp gọi là đứt mạch đấy ạ. Đây này, nó hở như thế này này. Nó cắt mất ở đây này này. Giả sử chị lấy kéo chị cắt ở đây thì nó thành mạch hở. Đúng chưa? Xong tiếp theo là chúng ta sẽ lấy R0 này. Chúng ta có thể vẽ lại mạch như sau, XC2 này. Mạch hở rồi thì nó vứt luôn cái đuôi này đi chứ nó để làm gì nữa đúng không? Đây, chúng ta chỉ còn như thế này thôi. Được chưa ạ? Và chúng ta tính bình thường. Đúng không? Chúng ta tính bình thường. Chúng ta sẽ tính cho chị U. Chúng ta tính Y0. Ui, chúng ta ở đây chúng ta sẽ nhận thấy một cái điều đặc biệt là như thế này. Chúng ta sẽ thấy là cái Y0 này này. Chỗ này là có Y2 chạy qua đúng không? Chị vẽ là Y2 xuống đây nhá. Khi mà mạch hở thì chúng ta bị đứt mất đoạn này đúng không? Thì chúng ta vứt luôn cái đuôi này đi, không cần quan tâm nữa. Tại mạch nó hở mà mình cắt nó ra là nó hở. Nó đâu có chạy qua được nữa, đúng không? Nó chỉ có chạy qua đây được thôi. Thế thì như thế này. Thì lúc này các bạn sẽ thấy đây là một cái mạch nối tiếp và chúng ta sẽ có Y0 bằng đúng Y2 luôn, đúng không ạ? Đây chẳng là mạch nối tiếp là gì, đúng không? Thì chúng ta sẽ tính qua U thôi. U sẽ bằng
U phức nhá, sẽ bằng y0 phức nhân với r0 cộng y2 phức nhân với r2 trừ đi gx2. Thì sẽ bằng y0 ở đây chúng ta chưa biết, chúng ta viết cộng r0. Y2 cũng bằng y0 thôi. Để chị biết bên cạnh này nhá, y2 bằng y0 nhá, do mạch nối tiếp nhá. Thì chúng ta sẽ chị thay ở đây là y0 nhá, nhân với r2. R2 của chúng ta là 3 trừ đi gx2 là 8. Từ đó thì chúng ta sẽ tính được y0. U ở đây chúng ta là 120. Đó, chúng ta tính y0, gì không? R0 là bao nhiêu? R0 là 3. Đó. Rồi, chúng ta tính 120 chia cho 3, chia cho 6 trừ 8 gì à? Đó. Thì chúng ta sẽ được là 36 phần 5 cộng 14 18 phần 5 gì sẽ bằng 23. Sẽ là 12 nhân e mũ gi 53,1 độ. Đó. 12 rồi nhá. Là tức là đáp án này là đáp án đúng. Bây giờ chúng ta tính tiếp cho chị y 1 và y 3. Rồi, thì bây giờ chúng ta có y 0 bằng y 2 rồi. Bây giờ chúng ta tính tiếp cho chị u 2. U 2 nhá. Tại sao chúng ta tính y1 và y3 chúng ta lại tính được qua u2? Tại vì các bạn sẽ thấy cái mạch ban đầu của chị ấy, thì có phải là u2 bằng u của x1 bằng u của x3 không? Tại ba thằng này nó song song với nhau này, đúng không? Thì chúng ta tính u2 đã, sau chúng ta suy ra hai thằng kia. U2 sẽ bằng y2 nhân với z2. Y2 là sẽ bằng 10 à đâu? Lấy cái số này này. 36/5 cộng 14/18/5 z nhân z2 ạ. Z2 chính là bằng R2 trừ đi Z nhân X2. Đấy, các bạn thay số vào. Các bạn sẽ được nhá. Nhân với R2 là bằng bao nhiêu? 3 trừ đi Z8. 8Z. Đây, chính là bằng 98,4 trừ đi 28,8Z và bằng xếp 23. 12 căn 73 e mũ g trừ 16,36 vôn. Rồi, thế này. Và chúng ta sẽ tính tiếp cho chị do mạch song song. Nên chúng ta sẽ có là U2 phức sẽ bằng U1 phức. Đây này, thằng 2 này bằng thằng 1 bằng thằng 3 này. Từ đó chúng ta tính tiếp cho chị tính Y1 ạ. Y1 sẽ bằng U1 chia cho Z1 ạ. U1 thì sẽ bằng là thằng này này. Thằng 98,4 trừ đi 28,8Z chia cho Z1 là sẽ là 8Z. Sẽ bằng chia cho 8Z. Y1 là ra 12,8 e mũ g trừ 106,3 ampe. Đó, y1 chính là bằng 12,8 thì đáp án này đúng nhá. Đáp án này không sai nhá. Tiếp theo chúng ta tính cho chị y3. Y3 sẽ bằng u3 chia cho z3. U3 bằng u2. Lấy 98,4 trừ đi 28,8z. Z3 là sẽ là trừ 8z và nó sẽ là trừ 12,8 nhân e mũ g trừ 106,3 ampe. Đó. Các bạn, nếu các bạn nhìn như thế này các bạn sẽ thấy y1 và y3 nó bằng nhau. Phải đúng. Đây chúng ta tính hết rồi đúng không? Rồi. Chúng ta có hết đáp án rồi đấy. Được chưa? Chúng ta có y1 rồi nhá. Y3 rồi nhá. Y2 ở đây rồi nhá. Y2 là đây này. À đâu nhầm, y2 là đây này. Y2 bằng y0 này này và bằng 12. Thì đấy, cái thằng y0 12 đúng rồi, thằng y0 và thằng y2 phải là hai thằng bằng nhau thì nó lại viết là khác nhau đây. Kết quả nó khác nhau, các bạn khoanh luôn được câu này. Các bạn tính được y1 các bạn ra được y3 luôn, tại vì xl bằng xc mà, đúng không? Nó khác nhau về dấu thôi. Được chưa ạ? Bài này ok chưa ạ? Thank you.
Rồi, giờ chúng ta sẽ làm tiếp. Sẽ làm tiếp nha. Chúng ta sẽ làm tiếp bài số 2.49. 2.39 chứ. 2.39 này bài gì đây? À rồi, cái bài này thật ra nó quá dễ luôn ý. Cái bài này nó giống y cái đề chị cho các bạn làm. Nhưng mà nó khác là cái khác cái gì? Khác là cái thằng này bằng cái thằng này bằng R thôi. Tức là nó không cho một cái số đặc biệt thôi. Chứ còn nó giống y luôn. Và các bạn làm giống y luôn nó ra được đáp án. Nhá. Chị sẽ chữa bài này. Bài này quá dễ luôn ý. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có cái thằng này, có thằng này rồi này. Để xác định điện áp UAB. Đây thằng này. Đây. UAB. Đầu tiên là các bạn đặt cho chị một cái ẩn đi, đặt cho chị một cái số đi. Nên các bạn cứ quy về cái bài bình thường các bạn làm ấy. XL bằng XC, có phải trong đề, trong đề thư viện là nó có một cái bài như thế này đúng không? Bằng R đúng không? Chị đặt là bằng A đi, có một số A nào đấy đấy đi, được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ tính nhé. Đầu tiên thì chúng ta phải tính được Y1. Tính được Y1 thì chúng ta tính được Y2. Chúng ta dùng kiosk 2, chúng ta sẽ tính được UAB. Đó. Thế bây giờ chúng ta cùng tính. Đầu tiên chúng ta tính Y1 ạ. Y1 sẽ bằng U song song đúng không? Thì thằng này, U này có bằng thằng U1 đúng không? Bằng thằng U2 đúng không? Ba thằng này song song với nhau. Chia cho Z1 ạ. Thì sẽ bằng U là bằng U này. Chia cho Z1 là bằng AZ đúng không? Cộng AZ đúng không? Đúng không? Có vẻ là mỗi thằng này là một, nó một cái A không? Thì có phải là bằng U chia cho 2AZ không? Đúng chưa? Để đấy, tính sau. Tiếp theo chúng ta tính Y2 ạ. Y2 sẽ bằng U chia Z2 sẽ bằng là U chia cho AZ trừ AZ. À đâu nhầm. Cái thằng đi qua thằng Z2 này là nó có thêm hai thằng R nữa. Thế nên các bạn phải cộng thêm nhá. Cái mạch này này, bạn nào mà nhìn không được ấy, thì bạn vẽ lại hình. Đây, chị khuyên các bạn nếu mà nhìn không được thì các bạn vẽ lại hình. Đây là thằng A đúng không? Đây XL đúng không? XL đúng không? Đây thằng R đúng không? XL đúng không? XC đúng không? Thằng R đúng không? Đây là Y2 ạ. Đây là Y1 ạ. Đây là thằng B này. Đúng chưa? Đây là UAB này. Đó. Thế nên các bạn tính Z2 thì bạn phải tính thêm hai thằng R này nữa nhá. Chúng ta cộng với A cộng A. Tức là chỉ cộng thêm hai thành phần thằng R này nữa này. Thì phải U trên 2A. Đúng chưa? Bây giờ chúng ta tính nhá, chúng ta tính UAB ạ. À, dùng kiosk 2 nhé. Kiosk 2 cho cái vòng chị vẽ bằng bút bi này rồi này. Thế này. Thì có phải là bằng đâu nhỉ? Bằng trừ UAB này. Cộng Y1 nhân Z XL này. À đâu, trừ Y1 nhân XL. Cộng Y2 nhân X nhân với R nhân với R cộng với XL này. Đúng không? Đây này, cái vòng của nó ở trên này này. Có phải là đi qua thằng R thằng XL không? Đó, bằng 0 ạ. Suy ra UAB ạ. Sẽ bằng thằng Y1 nhân XL. XL ở đấy chúng ta là AZ ạ. Cộng trừ đi Y2 chúng ta sẽ là Y2 nhân với R cộng XL chúng ta có A cộng AZ ạ. Đó. Và Y1 của chúng ta sẽ là U chia cho 2AZ ạ. Nhân với AZ ạ. Thay vào đây. Trừ đi Y2. Y2 sẽ là U chia cho 2A nhân với A cộng AZ ạ. Đúng chưa? Thì có phải thằng này là U trên 2 không? Trừ đi U trên 2 không? Cộng, trừ tiếp đi U chia cho 2Z không? Đúng chưa? Và nó sẽ bằng là trừ U chia 2Z. Được chưa? Ê, UAB phức nha. Phức nha. Phức. Thì có số thực của nó UAB. Nó có phải là bằng U trên 2 không? U trên 2U. Ờ, 1/2U chẳng là 0.5. Đúng chưa? Đấy,
Bài này dễ mà. Các bạn hỏi toàn bài dễ thôi. Được chưa? Ok chưa? Bài này ok chưa? Rồi tiếp theo nhé. Rồi các bạn khác ok chưa? Và này dễ. Rồi các bạn khác ok chưa nào? Rồi chúng ta xem cái bài tiếp theo nhé. Chúng ta chữa nhanh để chúng ta còn sang 3 pha nữa. 3 pha nó dài ấy. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ chữa bài 2.61. 2.61. Đây cái bài này. Bài này cũng là một bài dễ. nha. Rồi các bạn nhìn luôn sách nhé. À, chúng ta có z1 = 5 - 5g ạ. Đây thằng z1 đây. Thằng r2 là sẽ bằng 12, x1 = 16 ạ. À, x2 = 16, r3 là thằng này. Thằng này bằng 32 ạ. x3 là thằng này bằng 24 ạ. U của x2 ạ. U của thằng này này là 160 f = 50 hex. Khi đi thi, nếu mà đề bài nó không cho hết bằng F bằng 50Hz ấy, thì các bạn cũng được tự cho vào nhé. Tại đấy là nó gọi là cái gì nhỉ? Tần số của Việt Nam. Đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ tìm những cái điều gì? Chúng ta tìm chỉ số của oắt kế dòng điện I1U. Các kiểu. Rồi, thì đầu tiên chúng ta sẽ có một cái dữ kiện đầu tiên mà các bạn có thể đọc được. Là chúng ta sẽ thấy là từ có u x2 rồi này và x2 các bạn sẽ tính ra được y2 ạ. Y của x2 trở lại y2 đúng chưa? Mình nối tiếp mà. Tìm ra được y2 các bạn tính cho chị u2 ạ. Từ u2 thì các bạn sẽ tính ra được và z2 các bạn sẽ tính ra u2. Từ u2 thì các bạn sẽ ra bằng u3 tại vì do mạch song song. U3 kết hợp với z3 các bạn sẽ ra được y3. Từ Y3 và Y2 các bạn sẽ ra được Y1 ạ. Đúng chưa? Thế là chúng ta tính được dòng điện Y1 rồi nhá. Đây. Y1. Bây giờ chúng ta tính tiếp điện áp của nguồn. Tức là của thằng U. Thì chị khuyên các bạn là nếu mà các bạn gặp đi thi, các bạn gặp phải cái thằng cái bài mà nó cứ bắt tính, các bạn tính cái này này, tính cái thằng này này, thì các bạn cứ tính thông qua S nhé, thông qua S và B, chị tính thông qua S và B nó sẽ thành thằng ra thằng U thôi. Đây chúng ta sẽ tính tiếp chỉ số oắt kế, các bạn để cái U để tính sau, chúng ta tính chỉ số oắt kế đã. Oắt kế ở đây thì lúc chị dạy ấy, chị có dạy các bạn là oắt kế đặt ở đâu thì là lấy dòng điện ở đó. Chúng ta thấy oắt kế đặt ở dòng có I1 chạy qua, chính vì vậy oắt kế sẽ đi có thành phần I1 này. Đúng chưa? Tiếp theo là oắt kế lối hai đầu ở đâu thì chúng ta lấy điện áp ở đó. Tức là oắt kế ở đây chúng ta sẽ lấy thấy này, nó lối một điểm ở đây này, một điểm ở đây, chính là cái U sau cái Z1 đúng không? Đúng chưa? Chính là cái U sau cái Z1 này. Thì U sau cái Z1 này nó chính là UAB luôn. Các bạn sẽ có thành phần UAB. Và các bạn phải nhân với cốt phi. Cốt phi ở đây là gì? Khi dạy chị đã nói rất rõ, cốt phi ở đây là phi U trừ đi phi Y. Chính vì vậy cái cốt phi này này, nó chính là cốt phi của UAB trừ đi phi của UI1. Phi U trừ phi Y. Đó, các bạn làm đúng công thức này các bạn sẽ ra. Và tương tự như vậy các bạn sẽ tính tiếp P toàn mạch ạ. Tính Q toàn mạch ạ. Chúng ta sẽ ra được S toàn mạch ạ. S toàn mạch chia cho Y toàn mạch ạ. Thì chúng ta sẽ ra được U toàn mạch. Đó, bài này cũng chỉ thế thôi. Giờ chúng ta cùng làm nhé. Đầu tiên chúng ta tính Y2 ạ.
sẽ bằng u của x xì 2 chia cho x xì 2 chính là bằng 160 chia cho x xì 2 là bằng bao nhiêu? X xì 2 là 16g trừ 16g thì sẽ bằng là 10g bằng 10 nhân e mũ g 90 độ ampe. Y2 chúng ta sẽ tính ra cho chị u2 ạ. U2 phức sẽ bằng Y2 phức nhân với Z2 ạ. Thì sẽ bằng là 10G nhân với Z2 là sẽ bằng R2 là 12 trừ đi 16G thì sẽ bằng 10G nhân với 12 trừ 16G thì sẽ bằng 160 cộng 120G và bằng 23 bằng 200 E mũ G 36,86 ampe volt. Đó. Tiếp theo chúng ta sẽ tính Y3 sẽ bằng U3 chính là bằng U2. Mặc song song nên suy ra U2 bằng U3 nhé. Chúng ta sẽ được là 160 cộng 120 G chia cho Z3 là sẽ bằng R3 là 32 cộng trừ đi 24G là sẽ bằng chia cho 32 trừ 24Y đúng không nhỉ? À 32 cộng 24Y chứ, đây là thằng L mà. 160 cộng 120Y chia cho 32 cộng 24Y 5 B. Đó, suy ra Y1 ạ. Y1 các bạn dùng kiểu 1 ạ. Chúng ta sẽ có tổng dòng vào bằng tổng dòng ra. Thì Y1 nó sẽ bằng là Y2 phức cộng Y3 phức. Thì sẽ bằng Y2 phức là 10G cộng 5. Shift 23. Được 5 căn 5 nhân E mũ G 63,43 ampe. Rồi, và cuối cùng là chúng ta sẽ vâng ạ, chị cảm ơn. À, xong sau đó thì chúng ta sẽ tính Y1. À Y1 chúng ta tính rồi đúng không? Đây chúng ta tính oát kế ạ. Oát kế vừa xong chị dạy rồi đúng không? Chính là Y1 nhân với UAB đúng không? Y1 thì bằng bao nhiêu? Y1 là bằng 5 căn 5. À, UAB là bằng bao nhiêu? UAB ở đây chính là thằng thằng U2 đấy. UAB thì nó chính là bằng 200. Rồi nhân với cốt phi nhá. Cốt phi này là cốt của U trừ đi Y nhá. Thì sẽ là 36,86 trừ đi Y nhá, 63,43. Đó, các bạn bấm cốt của hai thằng này trừ đi nhau, các bạn sẽ ra được kết quả sẽ bằng 5 căn 5 nhân 200 này nhân với cốt của 36,86 trừ đi 63,43. Đó, chúng ta sẽ được nó khoảng 1999,9 ấy thì nó sẽ là gần 2000. Đúng chưa? Nó đúng với kết quả của đề bài đúng không? À, 2000 W. Và cuối cùng là các bạn sẽ tính P tầm mạch ạ. Tính được cái U này. Thật ra đến cái lúc này thì các bạn có thể có rất nhiều cách tính U. Các bạn có thể tính Z toàn mạch, lấy Y toàn mạch nhân với Z toàn mạch cũng được. Hoặc là các bạn tính qua P qua S cũng được. Nhưng mà nói chung là chị khuyến khích các bạn nên làm theo kiểu PQS. Tại vì là các bạn đi thi 90% người ta hỏi U, hỏi Y, kiểu gì người ta cũng hỏi S, đúng không? P, Q, S, đấy. Thế nên chúng ta cứ tính như thế này đi. Còn đi thi các bạn có thể có rất nhiều cách nhé. Các bạn tự thấy với nhau, tự suy nghĩ để chúng ta có cái cách làm nhanh nhất. Thì chúng ta có P toàn mạch. P toàn mạch đây chúng ta có 3 thành phần, chính thằng Y1 bình phương nhân với R1 nhé, cộng Y2 bình phương nhân R2, cộng Y3 bình phương nhân R3 sẽ bằng Y1 là bằng 5 căn 5 tất cả bình phương nhân R1. R1 chúng ta là 5 đúng không ạ? 5 Z1 bằng 5 trừ 5G mà. Thì R1 phải bằng 5. Cộng Y2. Y2 bình phương. Y2 là bằng bao nhiêu? Y2 là bằng 10.
phương nhân R2. R2 là bằng 12 cộng Y3. Y3 là bao nhiêu? Y3 là 5 bình phương nhân với R3. R3 của chúng ta là 32. Đó, chúng ta sẽ có P toàn mạch 5 căn 5 nhé. 5 căn 5 tức là bình phương nhân 5 cộng 10 bình phương nhân 12 cộng 5 bình phương nhân 32 là 2625 W. Chúng ta cùng quy toàn mạch ạ. Quy toàn mạch sẽ bằng Y1 bình phương nhân trừ Y1 trừ Y bình phương nhân với 5. Tại vì đây là Z nó viết là trừ 5 thì chắc chắn là tụ rồi này. Đó. Cộng với Y2, Y2 sẽ là 10 bình phương nhé, nhân x2 chị thêm số luôn nhé. X2 là bằng 16 cộng 5 bình phương nhân với x3 24 sẽ bằng 5 căn 5 nhân trừ 5 căn 5 nhân 5 này. Nhân 5 này cộng 10 bình phương nhân 16 này. Cộng 5 bình phương nhân 24. Rồi. Sẽ bằng 51575. Rồi. VAR. Và chúng ta tính cho chị S ạ, S toàn mạch ạ. S toàn mạch thì các bạn lấy căn lên thôi. Đúng không? S toàn mạch các bạn lấy căn hai kết quả lên thôi. Căn của S bình phương cộng với 26 cả bình phương 3061. Từ đó các bạn tính ra y à u toàn mạch ạ. U toàn mạch bằng S toàn mạch chia cho y toàn mạch. Chia cho y toàn mạch là bằng bao nhiêu? Y toàn mạch chính là y1 đi. Chính là bằng 5 căn 5 ý. Hai trăm bảy ba rồi tính ra cái này thì chúng ta sẽ tính được cốt phi thôi. Cốt phi chính là bằng p chia cho s. Cốt phi toàn mạch ấy thì p toàn mạch chia cho s toàn mạch. P toàn mạch chính là 2625. Chia cho S toàn mạch là 3061 0,85. Rồi, thế đáp án là sai. Đáp án sai của chúng ta hình như thằng Y1 này bằng 15 sai. 5 căn 5 chẳng nghĩa bằng 15. Đó, 11 phải mấy thôi. Thế đáp án sai của chúng ta là đáp án số 2 nha. Được chưa? Ok, được chưa? U lịch có 3 thôi mà. Không, không lịch lắm đâu. U không như thế. Không, không phải lịch đâu. Chị vẫn nghĩ là thằng Y1 sai đấy. 273 và 276 như cốt nó vẫn đúng mà. Các bạn bấm lại xem chỗ này thay số đúng không? Đâu xem nào, bấm lại xem nào. 5 căn 5 tức là bình phương nhân 5 cộng 10 bình phương nhân với 12 cộng 5 bình phương nhân với 32. 26 hay 5 đúng rồi mà. 26 hay 5 cộng với 1 bình cộng với 1 5 7 5 3061. 3061 chia cho 5 căn 5 273,8 là 274. X2 âm á. Ờ quên nhỉ. X2 âm. Đúng rồi. Trừ 16. Ờ đúng rồi.
thế chỗ này là 5 căn 5 bình phương trừ 5 căn 5 bình phương nhân trừ 10 bình phương nhân 16 cộng 5 bình phương nhân 24 trừ 1625 nhé. Căn của S bình phương cộng với 2625 bình phương chia cho 5 căn 5 276 rồi nhé. Đó, ok, thank you bạn. Rồi, đấy, các bạn bắt bẻ được lỗi sai chứng tỏ các bạn hiểu rồi đấy. Rồi, chúng ta sẽ sang bài tiếp theo. Đó chính là bài 2.61 đúng không? 2.42 2.42 là bài gì? 42 đâu nhỉ? 42 đâu ta? À, bài này à? Cái bài này dễ. Ây da, bài này dễ ạ. Chúng ta có 2.42, chúng ta đầu tiên có UAB đúng không? Mình sẽ làm luôn nhé, bài này quá dễ rồi. Các bạn mà làm tập đề thư viện xong, các bạn làm cái sách bài tập này, các bạn thấy nó đẳng cấp của nó, mình bị hạ đẳng cấp đi ấy. Vì sách bài tập nó dễ, nó không khó như đề thi đâu. Đấy, kiểu kiểu thế. Thế nên các bạn luyện đề ok thì các bạn sẽ làm sách bài tập nó khá là tốt thôi. Ngoại trừ một số cái dạng mới. Rồi thì chúng ta có UAB ạ. Và ZAB, chúng ta có ZAB rồi này. Chúng ta có Z1 rồi. Chúng ta sẽ tính được Y1. Y1 và chúng ta có UAB bằng U2. Thế nên chúng ta tính được Y2. Từ Y1 và Y2 chúng ta tính được Y. Đúng không? Rồi tính PQS nhé. Đấy, làm đến bước này thôi nhé. Và 2.42 chỉ làm đến bước này thôi nhé. Còn các bạn tự làm lốt nhé. Từ cái đống này là ra được PQS rồi. Rồi cốt phi các kiểu. Ok hết rồi đúng không? Thì chị sẽ làm đúng bước này thôi. Các bạn tự làm luôn. Cái bài này nó hơi đặc biệt một tí. Tại vì hình như là cái y của nó ra hơi đặc biệt. Đúng rồi. Cái y của nó ra cái số. Cái số nó tròn. Nó là vuông góc, vuông pha. Thế là các bạn tại vì do chị nhận thấy là bình thường các kỳ trước ấy, thì chị thấy là các bạn hay bị rốt rốt cái phần gọi là phần vector ấy để mà vẽ sơ đồ ấy. Thế nên chị hay dạy theo các bạn theo kiểu như là số phức. Thế bài này các bạn có thể giải theo kiểu sơ đồ hoặc là số phức cũng đều được. Nhưng mà chị khuyên là nếu mà bạn nào, tức là bạn nào mà không có sự không giỏi về vẽ hình mấy cái vector các kiểu như thế này này, thì bạn làm cho chị dưới dạng số phức như này là nhanh nhất, kết quả nó đúng, được chưa? Nên chúng ta cùng làm nhé. Nó có Y1 ạ, sẽ bằng UAB ạ chia cho Z1 thì sẽ bằng là 120 chia cho Z1 là bằng bao nhiêu? Là bằng 12 trừ Z1 là R1 đúng không? 12 trừ đi 9Z đúng chưa? Này, bằng 32/5 cộng 24/5 y 8E mũ G 36,86 ampe. Chúng ta tính tiếp Y2 ạ. Y2 sẽ bằng UAB ạ, do mạch song song đúng không? Thế nên thằng UAB này nó chính là bằng thằng U2 luôn. Cho Z2 ạ, sẽ bằng 120 chia cho Z2 là bằng R2. R2 chính là bằng 12 cộng với 16G. 12 cộng 16G sẽ bằng 18/5 cộng với trừ đi 24/5G bằng 23 6E mũ G trừ 53,1 ampe. Đây, nếu mà bạn nào mà để ý nhá, chị kéo lùi ra chỗ này nhá. Đây, nếu mà bạn nào mà để ý thì các bạn sẽ thấy là cái thằng 36,86 này này với cả thằng 53,1 này này nó gần 90 độ. Thế nên đi thi các bạn cố gắng là gọi là có một tí nhạy bén một tí thì các bạn sẽ thấy hai thằng này vuông pha luôn. Nhưng nếu mà chúng ta không biết là không để ý thì chúng ta tính như bình thường cho chị,
Y phức sẽ bằng y một phức cộng y hai phức do kiểu một đúng không? Tại nút này đúng không? Thì chúng ta sẽ bằng 32/5 cộng 24/5 g cộng với 18/5 trừ 24/5 g đó. Các bạn nhìn thấy hai thằng trừ mất rồi, đúng không? Thì cuối cùng là còn 32 cộng 18 chia cho 5 là chính là bằng 10 ampe. Cái chứng tỏ là y một và y hai vuông pha. Tại vì khi mà các bạn tổng vào ấy, nó không còn thành phần này nữa này, thì nó chính là vuông pha đấy, đúng chưa? À, các bạn nhìn thấy như thế này, hai cái này với nhau này, các bạn cũng thấy là nó vuông pha rồi, đúng không? Kiểu thằng này là 36 này, thằng y một đây này, thì thằng y hai nó là kiểu 36 đây, đúng không? Thì thằng này nó như thế này này, trừ 53,1 này, y hai này, đó, đúng không? Thì hai thằng này là góc vuông. Ok. Ok chưa? Bài này dễ. Là 51, 52 và 53. À 51, 52, 53 nó là dã dạng tương tự như nhau ấy. Nào, ok bài này chưa? Ok, dễ đúng không? Rồi chúng ta sẽ tính tiếp theo ở bài 51 ạ. 2.51 ạ. À 2.51 nó dễ vào lắm nhé. Tại vì nó là kiểu thuộc dạng kiểu chuyển từ mạch tam giác thành mạch sao ấy. Nó thuộc phần 2 pha ấy. Các bạn cứ áp dụng công thức bình thường thôi, không gì thay đổi cả. Giờ mạch nó như thế này đúng không? À, các bạn sẽ thấy là những cái bài như thế này, kiểu thế này này. Một là bài này 2.51, hai là cái bài này này. Đấy. Đây là cũng là một mạch nối tam giác. Các bạn chụm hai cái điểm này với nhau có phải thành hình tam giác không? Mà các bạn để như thế này cũng có phải là hình tam giác không? Đúng không? Thế bây giờ nó như thế này, đầu tiên các bạn làm bước 1 cho chị, không cần quan tâm đề bài nó hỏi gì cả. Làm cho chị luôn bước 1 là các bạn chuyển từ mạch tam giác về mạch sao cho chị. Chuyển từ tam giác về sao, các bạn vẽ lại mạch đi. Đây có phải là thằng XC sao không? Đây là thằng XC sao nhân với XL đây không? Đúng chưa? Bây giờ sang cái thằng này, đáng ra là có một cái tụ ở đây nữa đúng không? Là XC sao đúng không? Nhưng chị không vẽ ở đấy, chị vẽ xuống dưới này để cho các bạn dễ nhìn. R2 XL. Đó, bài nó chỉ thế thôi. Vậy các bạn coi như một bài 2 pha. À nhập một bài 1 pha các bạn làm. À quên nhầm, một bài không phải 3 pha các bạn làm. Được chưa? Thì đầu tiên khi mà các bạn chuyển tam giác sao các kiểu rồi thì các bạn áp dụng cho chị công thức đầu tiên, đó chính là XC sao. Sau đó XC tam giác chia 3 chính là bằng 24G trừ 24G chia 3 là trừ 8G. Để chuyển tam giác về sao. Rồi các bạn áp dụng bình thường rồi ạ. Giờ các bạn tính tương đương nữa, Z tương đương. Z tương đương đúng không? Chúng ta sẽ thấy là Z tương đương ở đây chúng ta sẽ có thành phần thằng này cộng với cái thằng song song này, đúng không? Chị gọi là Z1 nhé, cộng với Z song song nhé. Z1 chính là bằng R1 trừ đi GXC sao, đúng không? Cộng với hai thằng song song các bạn tính XL là bằng bao nhiêu? XL nhân với XC cộng với X trừ đi X, đây X gọi là Z1, gọi là Z, cái thằng này gọi là Z gì nhỉ? Thôi chị viết luôn nhá. Chính là thằng G nhân XL trừ G nhân XC sao nhân với Z1 nhân Z2 chia cho tổng 2Z đúng không? Chia cho thằng này là XL G XL cộng R2 trừ đi G nhân XC sao, chia cho tổng 3 thằng này cộng lại với nhau
hai thằng này cộng nhau x l trừ g x c sao cộng với g nhân x l cộng r 2 trừ đi g nhân x c sao. Rồi thì đây cái r 1 này, r 1 bằng mấy? R 1 ở đây người ta cho là bằng 6 trừ đi g x c sao chính là trừ 8 g cộng thằng x l ở đây là bằng bao nhiêu? 8. Các bạn nhìn này, g 8 này trừ đi 8 g này, các bạn có thấy là cái cụm này bằng không hết không? Tại vì cái thằng này bằng không rồi này, đúng chưa? Tại vì thằng này là 8 g, chúng ta vừa mới tính xong 24 chia 3 bằng 8, thằng này bản chất của nó 8 g rồi, thì có phải là cái thằng này bằng không hết không? Đúng chưa? Z bằng không hết không? Trong trường hợp z bằng không cộng với không đúng không ạ? Các bạn cái cụm này các bạn trừ đi nó bằng không rồi, thì tích là một số nhân với không ấy thì nó sẽ bằng không đúng không? Thì chính là bằng 6 trừ 8 g. Đấy, z tương đương. Nếu mà bạn nào mà nhanh nhẹn một chút ấy thì các bạn sẽ thấy đây là một dây dẫn luôn rồi. Đúng không? Một dây dẫn. Cái thằng này nó là một dây dẫn này. Tại vì z nó bằng không này. Các bạn nhìn thấy đây có phải là z bằng không không? Các bạn tính tổng chiều nối tiếp đi, nó chẳng bằng không. Đúng không? Thế thì nó bằng không rồi. Đây, chị sẽ vẽ ra một cái mảnh mới cho bạn nhìn nhé. Giả sử chị một thằng r nhé. Chị có một cái thằng bằng không ở đây. Có thằng xc ở đây. Kiểu ở đây, không quan tâm. Chỗ này chị không quan tâm, chị chỉ quan tâm cái thằng dây dẫn này này. Thì theo nếu mà bạn nào ấy mà nhanh nhẹn một chút ấy, các bạn sẽ nhận ra là nếu mà cái dòng điện nó đi qua đây này thì nó chắc chắn nó sẽ đi vào thằng dây dẫn luôn. Nó sẽ không bao giờ nó đi qua thằng xc này nữa đâu. Tại vì nó ngu gì nó đi qua thằng trở nữa đúng không? Trong khi đó cái đường rộng nó có thể đi được, đúng không? Thế thì chắc chắn nó sẽ đi qua đây, nó không đi qua đây nữa đâu. Đúng không? Nhưng nếu các bạn nào mà không biết nhá, trong trường bạn nào không biết nhá, thì các bạn cứ tính bình thường ra. Các bạn sẽ thấy là z song song bằng 0. Z song song bằng 0. Thế nên là mạch chúng ta có thể vẽ lại được chính là bằng đây, mạch của chúng ta có thể vẽ lại là R1 này. X C sao này. Đây là U. Đó. Được chưa? Tại vì Z song Z thằng này bằng 0 này, xong các bạn tính Z song song của hai thằng này như chị đã tính ở đây này, bằng 0 này, thì coi như là cả cái Z song song này là dây dẫn. Được chưa? Và nó đi như thế này. Còn nếu mà bạn nào mà đã nhìn thấy hai cái thằng này tổng của Z thằng này bằng 0 rồi thì chắc chắn là cái thằng này nó cũng sẽ là bằng 0. À, nó cũng là dây dẫn, thế nên nó đi qua dây dẫn thôi, nó không phải đi qua thằng nào hết thì chúng ta ấy. Còn nếu mà các bạn không hiểu được thì các bạn cứ tính bình thường ra, thấy chưa? Đó. Rồi chắc là không rồi, thế thì xong hết rồi còn gì, đúng không? Tính PQS thôi, được chưa? Rồi tính y thôi. Y sẽ bằng u chia cho z tương đương, chính là bằng 200 chia cho 6 trừ 8 g. Đó. Xong tính PQS thôi. Đó, các bạn tự tính. Được chưa? Đây là ok chưa? Z tương đương bằng 11 cộng 8 g là sai luôn này. 6 trừ 8 g thôi. Được chưa? Nếu ok chưa? Đó, thế bạn tính PQS như bình thường thôi, với cái mạch này thôi. Dễ. Đó, tiếp theo là chúng ta sẽ làm bài 52 và bài 53. Năm 2
hai thực chất bài này nó hơi ngon ngon một tí nhá, phải hiểu về vector một tí đấy. Tại vì bài này nó kiểu cái kiểu chỉ số chả cho cái gì, mỗi chỉ số thế này chắc chắn là động đến vector rồi, đúng không? Bây giờ chúng ta đầu tiên các bạn có thể tính được, các bạn có y không, y một, y hai, nói chung là dòng y biết hết rồi. Giờ các bạn phải suy ra về pha cho chị. Thứ nhất là các bạn tính cho chị cái x sin một ạ. X sin một của các bạn chính là thằng này, chính là bằng v chia cho a một, đúng không? Chính là 210 chia cho 15 sẽ bằng bao nhiêu? 210 chia cho 15 bằng 14. Thằng x sin một nó là thằng này, nó là thằng tự à, quên rồi, nó là cái thằng gọi là gì nhỉ, nó là cái thằng dây dẫn ấy, gọi là đây này, gọi là điện cảm ấy. Thế nên là nó chắc chắn là có gì, được chưa? Các bạn suy luận các bạn chắc chắn nó có gì ôm nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ tính tiếp thằng y không ạ, à thằng x thì không ạ. X thì không của các bạn chính là bằng v chia cho z không ạ, à nhầm, chia cho a không, chính là 210 chia cho 15 z, à 15 thì nó sẽ bằng 14. Thằng này cũng là tụ thì thằng này cũng phải là 14 z, ôm đúng không? Được chưa? Rồi bây giờ chỉ còn cái thằng A2 này thôi. Tại vì thằng A2 này nó là thằng Z, chúng ta không biết là nó là điện, mang tính điện cảm hay điện dẫn. Thế nên chúng ta bắt đầu phải một lần tư duy một chút để sơ đồ nhá. Chúng ta có phải là chỗ này đúng không? Các bạn có phải là bằng y không đúng không? Y không phức, có phải là bằng y một phức đúng không? Cộng y hai phức đúng không? Đúng chưa? Mà gì? Mà cái thằng y không bằng y không về giá trị nhé, lại bằng y một bằng y hai đều bằng 15 đúng không? Từ đây các bạn sẽ tính suy ra là nó là một cái tam giác đều. Đây nó kiểu như thế này. Giả sử chị lấy UAB, nó là cái U này này, nó là góc không độ nhé. UAB, AB là không độ. Được chưa? Thằng y1, thằng y1 thì chắc chắn nó sẽ là bằng U. À đâu, thằng đúng rồi. Y1 nó chắc chắn sẽ lệch pha so U y1 ấy, đi qua x1 ấy, thì nó là thành phần điện cảm. Mà điện cảm thì góc lệch pha giữa U phi U trừ phi bằng 90 độ. Thế nên chị vẽ được thằng y1 ở đây. Đúng chưa? Đây thằng y1. Đúng chưa? Tiếp theo là thằng y0. Y0 thì chắc chắn nó cũng sẽ lệch pha một cái góc nào đấy, cũng là bằng 90 độ, đúng không ạ? Nhưng mà các bạn phải hiểu cái quy luật trong tam giác ấy, tổng vector ấy, số phức như một vector. Thì các bạn có nhớ cái công thức này không? Ngày xưa chị có dạy các bạn một cái công thức là AB này. Các bạn nhớ lại một chút cái công thức vector lớp 10 nhé. AB cộng với BC đúng không? Sẽ bằng vector AC đúng không ạ? Đúng chưa? Thì nó phải hợp thành một cái tam giác như thế này không? Đấy nhá. AB cộng BC có phải bằng vector AC không? Đúng chưa? Thì cái này cũng thế. Y0 bằng Y1 cộng Y2. Y1 là như thế này đúng không? Y2 nó sẽ là kiểu này. Đúng chưa? Đây, AB cộng BC, kiểu đuôi đầu mũi tên này chính là đuôi của mũi tên kia ấy. Đây là đuôi thằng này, đuôi là B thì nó lại nối tiếp với BC, thì nó phải tạo thành Y0 ở đây không? Mà ba cái thằng này lại bằng nhau về giá trị nên nó sẽ là một góc 60 độ. Thì ở đây cũng là 60. 60. Đúng không? Bằng nhau về giá trị đúng không? Thì có phải là thằng này là 30 không? Thằng này là 30 không? Đúng chưa? Mà thằng Y2 này là 30. Tức là ở đây chị sẽ viết một cái ra nhá. Y1 này, Y1 lệch pha với UAB sẽ là 90 đúng không? Chính là bằng 15.
E mũ J phi U trừ phi Y sẽ là 90. Y1, Y2 sẽ lệch pha U so với pha Y sẽ là, đây là 30 thì đây cũng là 30. 30 tỉ tiến lên thì nó là 30 đúng không? Chính là bằng 15 E mũ J 30. Và Y0 sẽ là 15 nhân E mũ J Y2 30. À đâu, đây là trừ 30 và đây là 30. Đúng nhỉ? Y2 thì phi U trừ đi phi Y là trừ 30. Y0 sẽ là phi U trừ phi Y bằng 30. Đấy, nó sẽ là như thế này này. Đó, thì bây giờ chúng ta có, các bạn sẽ học một cái công thức hồi các bạn mới học ấy, các bạn có hai cái tam giác mà các bạn cần nhớ. Thứ nhất là cái tam giác PQS. Thứ hai là tam giác R, X và Z. Đó, ba cái tam giác này các bạn sẽ giải quyết được cái bài này thôi. Được chưa? Các bạn sẽ suy ra là cái thằng này là có tính điện gì này. Thằng này chắc chắn là Y2 là thằng Z2 này này. Nếu mà góc phi nó âm ạ, phi nhỏ nó không thì chắc chắn thằng này có tính điện dung. Tại vì XL lớn hơn XC. Thì x sẽ xl nhỏ hơn xc thì x sẽ nhỏ hơn 0, phi nhỏ hơn 0. Đó. Được chưa? Thì chắc chắn là các bạn sẽ loại được đáp án 1 rồi. Đáp án 3 này thì đáp án sẽ còn lại sẽ là đáp án 2. Nếu các bạn tính hẳn ra các bạn cũng sẽ tính được thôi. Được chưa? Được không ạ? Chỗ này đã biết tính chưa ạ? Nào, đến cái chỗ này các bạn biết tính R và X, Y các kiểu chưa? Nào, đến chỗ này các bạn biết tính chưa? Từ cái tam giác này này, có Y rồi này, có U rồi này, các bạn biết tính thằng R các kiểu như thế nào chưa? Hay là để mình tính nốt? Đây, chỗ thằng Y2, Y1, Y2, đây thằng Y2 đi nhá. Thằng Y2 nó trừ 30, nó trừ 30 ở đây này. Nào, các bạn biết tính chưa? Đến chỗ này các bạn biết chưa? Alo, alo. Đó, dễ đúng không? Các bạn có cái thằng này rồi này. Thằng này chắc chắn các bạn tính được này. Tại vì thằng này Z hạn, cái ba xoắn này này nó chính là bằng 210 chia cho 15 nó chính là bằng 14. Các bạn có ba xoắn này này từ đó. Các bạn tính R thì nó sẽ bằng là ba xoắn nhân với cos của 30. Đó, các bạn tính ra R đúng không? X cũng tương tự, nếu ba xoắn là 14. Được chưa? Ok nhá. Đó, chúng ta sẽ loại được cái đáp án này qua cái chi tiết điện dung này. Đó, thế thôi. Tiếp theo là bài 3.5 2.53. Bài này dễ rồi đúng không? Từ 2.52 các bạn tính ra là 2.53 thôi. Từ cái thằng này các bạn tính ra XLC rồi thì các bạn sẽ tính ra các dòng còn lại thôi. PQS đúng không? Có hết tất cả các cái y này rồi này thì các bạn nhân với nhau thì các bạn sẽ ra được bài này thôi. Đúng không?
Rồi thôi, mày không làm nữa nhá. Tính U này thì PQS là sẽ ra U. Đó, thế thôi. Đây chúng ta xong bài 3 pha. Thì các bạn nhớ cho chị những cái này nhá, nó rất là quan trọng với các bạn. Tại vì đi thi thì các bạn sẽ gặp, nhất là cuối kỳ các bạn gặp rất nhiều. Chờ chị chút, chị lấy sách ra. Đây, đầu tiên là mặt tam giác. Mạch sao chúng ta luôn có là y dây bằng y pha, u dây bằng căn 3 u pha. U pha ở đây người trong trong sách người ta hay ký hiệu chính là u a b, đúng không? À, u a b là u dây, u a b c là u pha, còn u dây chính là u a b, b c c a. Chị lấy giả sử nhé, cái hình này nó như thế này này, cái a b c này đó. Thì giả sử nhé, chị giả sử này, đề bài chị sẽ lấy ví dụ cho bạn chính cái đề bài của bạn luôn. Giả sử đề bài nó cho u dây bằng 380 đúng không, 380 vô đúng không? Thường đề bài cho như thế. Thế bây giờ người ta bắt các bạn tính UAB bằng bao nhiêu? Bằng họ chấm. Thì bây giờ các bạn như thế này nhá, các bạn phải đặt pha. Những cái trường hợp mà như thế các bạn phải đặt pha. Các bạn luôn nhớ cho chị ba cái công thức này. Cái này thì thực chất nó lấy từ ký ốc 2 của các bạn thôi. Đây chị nói lại một lần nữa nhé, nó lấy từ ký ốc 2 của các bạn nhé. Cái một ký ốc 2 của các bạn, UAB chính là bằng UA chữ UB, UBC chính là UB chữ UC, UCA chính là UC chữ UA. Giả sử đề bài là UZ bằng 380 hỏi UAB bằng bao nhiêu. Bây giờ chúng ta sẽ chọn nhé. UA chính là đại lượng UFA đúng không? UFA nó sẽ bằng 380 chia cho căn 3 nhân E mũ Z không đúng không ạ? Tại góc pha A là lệch pha một góc 0 độ. UB sẽ bằng 380 chia căn 3 nhân E mũ Z trừ 120. UC sẽ bằng UZ bằng 380 chia cho căn 3 E mũ Z 120. C này này chẳng 120 đúng không? Tính UAB thôi. Chính là UA chữ UB chính là bằng 380 chia cho căn 3 E mũ Z 0 trừ đi 380 chia cho căn 3 E mũ Z trừ 120. Đó, từ đó các bạn tính ra UAB. Nó sẽ lệch pha nhau góc 30 độ. Để mình bấm xem đúng 30 không nhé. Xếp 23 luôn đi. Bằng 380 nhân E mũ Z 30. Đúng chưa? Đúng là lệch pha nhau góc 30 độ chưa? Thế lên trong sách người ta mới vẽ được cái này này, cái này là 30 độ này. Đây này, nó chính là cái đoạn UAB đây. Đây, chính là UAB. Nó tịnh tiến lên ấy. 30, còn đây là nó hợp với UA một góc 30, thấy chưa? Đó, nó tịnh tiến lên thôi. Đúng không? Đó, thế thôi. Tương tự với UBC và UCA cũng thế. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ giải thích tiếp cái công thức thứ hai, đó chính là công thức của nối tam giác ạ. Trong sách người ta ký hiệu UA, UB, UC là UFA, còn IZ nhá, IZ người ta sẽ luôn ký hiệu là IA là IZ, IABC là IZ, còn UZ là IFA. IFA sẽ là IAB, IBC
và ICA, nhớ nha. Đây là mạch tam giác nha, à mạch sao nha. Bây giờ sao mạch tam giác. Tam giác tương tự thôi. Mạch tam giác. Mạch tam giác chúng ta có cái gì? Chúng ta nó cũng lấy từ cái ốc một ra thôi. Đấy chưa? Chúng ta sẽ có thứ nhất, các bạn phải luôn nhớ chị công thức IJ bằng căn 3 I pha, UJ bằng U pha. Chúng ta mạch con tam giác chúng ta có sơ đồ gì? Chúng ta có sơ đồ này. Cái sơ đồ này rất quan trọng khi mà các bạn làm bài thi cuối kỳ. Nên chị dạy luôn để cuối kỳ các bạn tự sẽ làm lại tất cả các cái bài liên quan đến, liên quan đến cái gì? Liên quan đến đề thi nhé. Đề thi giữa kỳ. Những cái gì mà trong cái tập cuối kỳ các bạn thi thì các bạn sẽ tự làm lại những cái bài liên quan đến chương 1, 2, 3. Và khóa học cuối kỳ của chị thì chị sẽ chỉ dạy các bạn từ bắt đầu từ chương 5 đổ đi thôi, chứ không dạy lại tất cả những cái bài từ đầu đến cuối đâu. Thế nên các bạn cố gắng là về nhà đọc lại sách. Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ có như thế này. Giả sử người ta cho UJ đi, à, các bạn sẽ có 3 công thức liên quan đến cái này. Chính là IA. IA là dòng điện dây đúng không? IA là dòng điện dây. Mà IAB trừ ICA, BC cũng thế, các kiểu cũng thế. À, cái các cái công thức này nó lấy từ định luật Kiêu 1 tại cái nút A này. A đi vào này, ACA đi vào nút A này, AB đi ra nút A này. Thì tổng lại, tổng theo Kiêu 1 tại cái nút A thì các bạn sẽ được cái công thức này. Được chưa? Thì chị giảng rất rõ rồi nhá. À, bây giờ chúng ta sẽ cùng lý giải cái trường hợp này. Giả sử bây giờ UJ người ta cho các bạn là 380V, người ta hỏi các bạn là IA bằng bao nhiêu. Thế bây giờ các bạn phải làm những cái gì? Các bạn phải chọn nhé. Chọn. Chọn cái gì ạ? Chọn UAB ạ. UAB ngay từ lúc trước chị đã nói, khi ký hiệu là UAB thì đây là dòng điện dây rồi, đúng chưa? À, điện áp dây, quên không phải dòng điện dây nhé, mà điện áp dây, được chưa? Điện áp dây. Thì cái UAB này vừa xong này, đây là pha này, thì phải lấy 380 chia cho căn 3. Phải U pha bằng căn 3 UJ không? À, bằng UJ chia cho căn 3 không? Thì chúng ta phải lấy UJ này chia cho 380, lấy 380 chia cho căn 3 bằng U pha không? Đây là pha nhé, đúng chưa? Còn dây thì nó sẽ là UAB. Đây là dây sẵn rồi, không phải chia gì hết nữa. 380 E mũ G không cho chị nhá. Các bạn cứ hiểu đơn giản là các bạn lấy điện áp trùng với dòng góc của dòng điện cho chị, được chưa? Bạn chọn pha ban đầu ấy. UBC sẽ bằng 380 nhân E mũ G trừ 120. Và UCA sẽ bằng 380 trừ E mũ G 120. Rồi bây giờ tính IA. IA đề bài cho, à IA theo công thức ấy, thì nó sẽ bằng IAB đúng không? Trừ đi ICA đúng không? Đúng chưa? IAB sẽ bằng UAB. Đó, đề bài nó sẽ cho một loạt các cái ZAB, ZBC nữa cơ, nhưng mà chị không cho vào. Các bạn cứ coi như biết rồi nhá, đề bài nó cho sẵn rồi nhá. Trừ đi UCA, trừ cho ZCA. Đó. Thì sẽ bằng 380 E mũ G0 chia cho ZAB trừ đi 380 nhân E mũ G trừ 120 chia cho ZCA. Đấy. Và cuối cùng các bạn tính ra, các bạn sẽ tính ra được cái thằng IA này này. Đấy. Các bạn sẽ tính ra, các bạn sẽ vẽ được một cái biểu đồ. Nó như thế này. Được chưa? Như thế, nó lệch pha y như thế này luôn. Giống cái vừa xong chị chứng minh cho các bạn cái thằng IA, UAB nó lệch pha hơn cái thằng UA mà có 30. Cái thằng này cũng vậy. Các bạn tính ra nó đúng bằng cái sơ đồ này luôn. Được chưa? Đó, thế thôi. Các bạn hiểu thế thôi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng làm bài tập. Bài tập nha. Đâu xem nào, chúng ta có những bài gì. Bài 3.13. Bài này nó dễ lắm, nó không khó đâu. Chúng mày toàn hỏi những cái bài nó dễ kiểu gì ấy. Bài 3.13
Mọi kỳ trước thì chúng nó hỏi bài mấy bài thông minh lắm, ví dụ như là mấy cái bài kiểu kiểu này này, kiểu này này, kiểu này này đấy, mấy cái kiểu tăng giảm với đứt một pha thì các pha kia thay đổi thế nào ấy, nhưng mà kỳ này không thấy hỏi, thế thôi chị cũng không không dạy. Đây là mấy kỳ trước này này là nó hay hỏi các bài đứt pha như thế này thì cái nào tăng cái nào giảm các kiểu ấy đấy. Cái này thì chỉ cần hướng dẫn một bài này chúng nó sẽ tự làm được các bài còn lại kiểu thế. Nên lần này thì chị thấy là không hỏi mấy bài, toàn hỏi mấy bài tính toán thôi, nhưng mấy bài này thì các bạn sẽ gặp trong kỳ thi cuối kỳ. Nên lúc ý có khi các bạn động vào các bạn mới phải hỏi, thì lúc ý chị sẽ hướng dẫn các bạn một bài, các bạn sẽ biết được các bài còn lại. Còn nếu bây giờ các bạn không hỏi thì chị sẽ cũng chỉ chữa những cái bài mà các bạn đã hỏi thôi. Đầu tiên chúng ta có là công suất tác dụng toàn mạch P bằng 260W, QC bằng 1600 va, tính RCA, XCA. Đấy chưa? Rồi các bạn tính hết, các bạn biết hết cái dòng UA, IAB các kiểu rồi, các bạn tính được dễ hơn đúng không? Rồi đầu tiên là đầu tiên là 3.13. Rồi các bạn có P toàn mạch ạ? P toàn mạch bằng gì ạ? Các bạn đọc cho chị công thức ạ. P toàn mạch bằng gì? P toàn mạch có phải là bằng y pha đúng không? Y pha à, y y bình phương nhân R đúng không? Y chạy trong các cái này đều là y pha đúng không? Thì phải IAB bình phương không? Nhân với RAB không? Nó không đối xứng nha, thì các bạn phải cộng từng thành phần một với nhau. Có RAB, RBC này, cộng với IBC bình phương nhân với RBC đúng không? Cộng với ICA bình phương nhân với RCA. Các bạn có IAB rồi. Đây, IBC các bạn có rồi, ICA các bạn có rồi, RAB có rồi, RBC có rồi. Bằng 2680 các bạn tính được RCA. Được chưa? Thứ hai đó chính là công thức QCA. QCA sẽ bằng là Y bình phương IAB bình phương nhân XCAB cộng trừ đi IBC, tại vì BC nó là tụ, nhân với XCBC cộng với ICA bình phương nhân với XCA và bằng 1600. Từ đó các bạn tính ra XCA. Đó, bạn này nó dễ mà. Bạn bấm thử đi xem nó ra bao nhiêu. Bấm đi nhá. Bấm đi. Chờ chị một chút, chị đi vệ sinh đã.
Làm tiếp đi. Tính ra bao nhiêu? Alo, tính ra bao nhiêu đi? Cho chị xin kết quả nào các bạn. Giờ là mình chưa biết tính nhất. Rồi, thế chắc là đúng rồi. Cái gì mà 22,8? Nào tính đi. Đây là mạch 3 pha không đối xứng nhá. Thì các bạn phải tính cho từng pha một, các bạn cộng lại với nhau. Tức là P của pha A cộng P của pha B cộng P của pha C. Còn nếu mà mạch 3 pha đối xứng thì các bạn mới được áp dụng công thức 3 lần y bình phương nhân R, hoặc là căn 3 cái gì gì đấy. Nên là không đối xứng thì các bạn phải tính cho từng pha một nhá. Ủa, sao mình ra số lẻ vậy? Để xem nào. 2680 trừ đi 8 bình phương nhân với 5 cộng 6 bình phương nhân với 10 bằng chia cho 10 bình phương 27. Úi sao nó ra 27 nhỉ? 2680 mà. 2680 trừ đi 8 bình phương nhân 5 trừ đi 6 bình phương nhân 10 bằng chia cho 10 bình phương bằng 20 nhỉ? Rồi Excel tự tính nốt. Rồi bài này ok chưa ạ? Chị chuyển sang bài tiếp theo được chưa ạ? Bài tiếp theo là bài 3.25. 3.25 cũng là một bài về đứt pha. Đây, cái bài này phải dùng đến các kiểu rồi này. Nào, bài này ok chưa ạ? Để chúng ta chuyển sang bài 3.25 ạ. Alo. Alo các bạn ơi. Các bạn còn sống không các bạn? Ok rồi, 3.25 nhé. Đây là một bài các bạn phải chọn pha rồi này. 3.25. Rồi, 3.25 thì bình thường thôi. Khi khóa ca mở thì như thế nào? Thì đầu tiên là người ta cho các bạn lên một bài áp dụng công thức y nguyên này. Được chưa?
Đầu tiên là chúng ta tính cho chị, chúng ta chọn file cho chị. Ở đây chúng ta có UJ bằng 380 rồi thì chúng ta chọn UA. Đây là mạch sao nhá, các bạn nhớ nhá. Đây là mạch sao thì UJ và UA. UA nó chính là UFA. Đúng nhỉ? UA chính là UFA. UFA sẽ bằng 380 chia cho căn 3 nhìn em UJ không? Nhớ nhá. Luôn tăng sao thì chúng ta luôn có AB như này. B, C. Còn mạch tam giác ấy, chúng ta luôn có cái này A, B, B, C, C, A này. Đấy, em mạch sao nhé. UB sẽ bằng 380 chia cho căn 3 nhân E, mu, G, 120. Và UC sẽ bằng 380 chia cho căn 3 nhân E, mu, G, 120. Đó. Thật ra thì bài này nó chỉ thế này thôi, nó chả có gì đâu. Nó có mỗi là cái thằng này nó mà đứt này, cái thằng này nó đứt thì các pha còn lại không đổi. Tại vì các bạn hiểu đơn giản là một thằng đứt thì mấy cái thằng khác nó có đổi đâu. Lúc học ba pha các bạn chắc chắn sẽ nghe thấy điều này lúc mà các bạn học rồi. Tức là nếu một thằng đứt thì các thằng khác còn lại nó không ảnh hưởng gì, được chưa? Chỉ có dòng tăng hay dòng giảm thôi, còn ông pha nó sẽ không ảnh hưởng gì. Thế nên là nếu mà thằng B và C, à nhầm, thằng C mà đứt thì thằng B và A nó không ảnh hưởng, nên nó vẫn sẽ là 220 em UZ 120 và em 220 em UZ 0 thôi. Thế nên thằng A và thằng B nó vẫn bằng nhau, được chưa? Các bạn chỉ cần hiểu điều đấy thôi. Đó, nếu mà các bạn cần thì tí nữa chị sẽ dạy các bạn về một bài về phần đứt pha như thế này. Nếu không thì cuối kỳ dạy tuần sau, khả năng tuần sau các bạn sẽ học cực kỳ luôn, hoặc là gần Tết đó, tùy các bạn. Ở Tết này các bạn hình như thi cuối kỳ rồi đúng không nhỉ? Chắc thế, thế nên là tuần sau khả năng các bạn sẽ học luôn đó. 325 chỉ thế thôi, một thằng đứt thì hai thằng còn lại không đổi, nó vẫn là 220 thôi, nên đáp án 3 vẫn là đáp án đúng. Và cuối cùng là bài 3.4, 3.12 nữa, 3.41, 3.12 này bài gì đây? À, 12 không chữa nữa đâu nhé. 12 xin lỗi, sẽ bút 3 không chữa nữa đâu nhé. 12 đã từng dạy rồi, được chưa? 12 chị dạy nhiều rồi nhé. Xác định dòng điện IJ, IJ thì các bạn tính ở đây nó có UJ này các bạn. 3.12 nhé, chị sẽ hướng dẫn bài 3.12 trước, sau 3.41 sau. Bài 3.12 nó chẳng có gì luôn. Các bạn có Z1, Z2 rồi đúng không? Ba pha đối xứng đúng không ạ? Y1 là YJ của tam giác. Các bạn áp dụng công thức YJ tam giác ra. Y2 là YJ của pha, à của sao. Các bạn áp dụng công thức YJ của sao ra. Các bạn tổng hai cái YJ này phúc lại với nhau. Dùng theo ký ức 1 các bạn sẽ ra được dòng điện Y và các bạn sẽ tính ra kết quả đúng. Bài này không chữa được. Bài 3.41. Đây, bài 3.41 cũng là một bài chọn pha. 3.41. Bài 3.42 này chút nữa giải xong chị cũng sẽ nói chút, nó gần giống các bài còn lại thôi. Đầu tiên chúng ta có UJ ạ. Thế này, cái kiểu đề bài nó mà cứ đặt cái vôn kế ở giữa hai cái pha hay hoặc là hai cái gì đó ấy, thì nó y như rằng các bạn phải áp dụng, các bạn phải áp dụng cái chọn pha, được chưa? UJ của chúng ta là 220 thì chúng ta có UAB. UAB là UJ sẽ bằng 220 nhân em UJ 0. Đây là mạch tam giác mà, đúng không? Tam giác chị vừa mới vẽ xong AB này, BC này, CA đúng không? Đó. UCA sẽ bằng 220 nhân em UJ 120. UBC thì sẽ bằng 220 nhân em UJ trừ 120. Rồi bây giờ chúng ta tính cái gì? Chúng ta tính IAB. Người ta hỏi là vôn kế chỉ bao nhiêu là đúng. Vôn kế tức là cái vôn của cái dòng này này, hai cái thằng này là bao nhiêu là đúng. Thì bây giờ chúng ta tính cho chị, đầu tiên tính UIAB đã. Chị cứ làm xong các bạn sẽ hiểu chị làm cái gì.
IAB sẽ bằng 220 nhân E mũ gì không chia cho UAB là bao nhiêu? UAB đây là AB này. À đâu, đây là AB chứ. Đây, cái chữ ZAB, chữ ZAB nhá. ZAB là đoạn này thì nó chính là bằng 8 này trừ 6 gì. À đâu, cộng 6 gì. Vâng. 220 chia cho 8 cộng 6 gì. À, 22 E mũ gì trừ 36,86 ampe. Các bạn viết cả hạt dạng E mũ A cộng B gì ra nhé. Chị làm nhanh thì chị viết thế này thôi. À, y tiếp theo là y y thằng này rồi này. Đây thằng AB này, thằng AC tính tiếp thằng AC là được. Tại vì cái U này này nó ở giữa hai thằng AB và AC thôi, thì các bạn tính hai thằng AB AC còn không cần tính BC. BC nó nằm đây mà, nó đâu liên quan thằng V này đâu. Nên các bạn tính cho chị hai thằng này thôi. IAC thì sẽ bằng là UAC UCA chia cho ZCA thì sẽ bằng 220 nhân E mũ gì 120 chia cho ZCA là bằng bao nhiêu? Là bằng 8 trừ 6 gì. Sẽ bằng là shift 23 đi. Sẽ bằng là 22 E mũ gì 36,86. Vậy thì suy ra y vôn kế ạ, số trị của vôn kế phức ạ, các bạn tính ra số phức thì các bạn mới tính được số thực chứ đúng không? À, vôn kế nó chính là ở hai thằng UAB cộng với UCA. Đây, có phải thằng này đúng không? Đây là AC này, cộng với thằng này là AB không? Thì có phải là bằng UAB sẽ bằng IAB nhân với cái thằng này này. AB là nhân với XL cộng với CAIAC nhân với XC. Tại vì vôn kế nó đo cho hai thằng này thôi. Được chưa? Chứ nó không phải là đo cho cả cái đoạn mạch này. Nó chỉ đo đến đây và đến đây thôi. Được chưa? Nó không phải UAB đâu, nó là thế này thôi này. UAB là tính cả cái đoạn này rồi, nhưng đây là nó có lửa. Nó có lửa, nó cứ từ đây đến đây này. Từ đây đến đây này. Chứ nó không phải là cả. Thế này biết là UAB là sai nhé. Nó đo con này này đúng không? Thì sẽ là 22 nhân E mũ gì trừ 36,86. XL ở đây chúng ta là 6 gì cộng với 22 nhân E mũ gì 36,86 nhân XC là trừ 6 gì. Đấy, các bạn tính ra, bấm máy tính ra thử bao nhiêu nhé. Cộng với 22 nhân 6i ra 262 E mũ G bao nhiêu đấy? Tự tính. Ok chưa? Bài này ok chưa? Alo, các bạn có hỏi gì không ạ? Ok. Đó, đúng, xong. À, rồi, bây giờ chị sẽ nói qua về 3.42 đáp án chứ không oát đấy. À, ở bài này thì chúng ta tính oát kế chỉ số bao nhiêu, các bạn cũng lại phải chọn nhé. Tại vì sao các bạn phải chọn? Tại vì nó liên quan đến giữa hai pha như thế này này. Được chưa? Nó đặt oát kế đặt ở đâu thì dùng y đấy, tức là chúng ta tính oát kế của IA nhân với UBC nhân với cốt phi giữa IA và UBC. Đó. Thế nên các bạn phải đặt pha.
phải giả sử UAB bằng bao nhiêu độ, UBC bằng bao nhiêu độ, UCA bằng bao nhiêu độ, sau đó các bạn tính bắt kế ra là các bạn sẽ ra được bài 3.42. Thì cái cốt góc giữa IA và UBC lúc ý các bạn tính ra nó sẽ bằng 0, à cốt bằng 90, cốt góc phi bằng 90, thế nên là chỉ số bắt kế nó sẽ bằng 0. Tại vì sao chị biết là đây lối giữa hai BC này, pha B và pha C này, thì nó sẽ là UBC nhân với IA, được chưa? Đó, từ đó các bạn cũng sẽ ra bài 3.42. Rồi thì chương 3 các bạn còn hỏi bài gì nữa không ạ? Dạng đặt pha này các bạn sẽ thấy hơi lạ một chút, nhưng mà các bạn sẽ làm rất nhiều những đề thi cuối kỳ. Nào các bạn còn hỏi bài gì nữa không ạ? Tuần tới các bạn thi rồi, thế nên là cố gắng là làm hết sách bài tập phần nâng cao các kiểu tự mình làm đi. Chị nghĩ là cái khóa này sẽ có nhiều bạn học cải thiện, nên đừng để điểm cải thiện của bạn nó thấp hoặc là nó bằng cái điểm cũ. Cố gắng làm sao cho nó điểm tốt hơn nha. Có hay không thì chị cũng không biết đâu, nói thật là chị cũng không biết, nhưng mà tại vì chị đã, các bạn đã thi rồi mới chị biết được, các bạn phải thi rồi chị mới biết được chứ. Nói chung là nó sẽ đa số là nó sẽ quanh quanh quẩn quẩn mấy cái bài đã làm thôi, bám chắc vào sách bài tập là được. Đó, bài này chị còn viết hẳn ra này, UAB, UBC lệch pha một góc 120. Còn IA nó sẽ, các bạn tính ra các kiểu nó sẽ là trừ 30 này. Thì cốt của 120 trừ đi trừ 30. Đó, đúng nhỉ? Ờ, đúng rồi, nó cũng là không đấy. Còn bài 3.35 này nhá, các bạn sẽ không phải làm đâu. Tại vì chắc chắn là đi thi nó không vào đâu, tại vì nó liên quan đến cái ưu định công suất định mức, nó đến các cái đơn vị định mức ấy, thì nó sẽ là thuộc chương 5 đổ đi, thì bạn sẽ làm được các công suất định mức. Và chị nói thẳng luôn các bạn là cái môn này nhá, không có chuyện cuối kỳ dễ hơn giữa kỳ đâu. Các bạn sẽ thấy điện tử, nếu mà các bạn nghe các anh chị học kỹ thuật điện tử review lại, các bạn sẽ thấy là nó ngược với môn này, nó sẽ là cuối kỳ dễ hơn giữa kỳ, nhưng môn này thì sẽ là ngược lại nhé. Thế nên là đừng bao giờ mong cái chuyện là để em đặt giữa kỳ, cuối kỳ em cố gắng điểm cao hơn nhé. Không có chuyện đấy đâu. Các bạn học đến bây giờ các bạn cũng sẽ phải hiểu một điều là chỉ những bạn nào học chắc phần để sai trường xin thì các bạn mới làm phần 3 pha tốt thôi. Chứ không có chuyện là học lơ mơ phần mạch điện sai trường xin mà làm phần 3 pha tốt đâu. Chương này nó sẽ nối tiếp với chương kia, được chưa? Thế nên là học cho chắc vào, và không có chuyện là làm lại cuộc đời được đâu nhá. Một phát là đi tong cả nải luôn đấy. Rồi các bạn còn bài nào đúng không ạ? Không thì chúng ta sẽ nghỉ ở đây. Chị hết mình với các bạn rồi đấy. Nào các bạn nhìn đi xem còn bài nào không. Cái này mấy bài tăng giảm này cuối kỳ chị sẽ dạy các bạn một bài thì các bạn làm mẫu, sau các bạn sẽ tự làm được những cái bài mà các bạn hỏi. Giữa kỳ cuối kỳ chị sẽ làm cho các bạn một bài. Nó cũng là đặt pha thôi, đặt pha tính bình thường thôi. Nào các bạn hỏi bài gì nữa không? Alo. Và đi thi đừng để bị xé bài nhé, nhất là các bạn lớp thể định đấy, đừng có để bị xé bài, tạch luôn đấy chứ không phải được làm lại cuộc đời đâu.
Môn này trông thi rất gắt nha. Nào các bạn có bài gì không ạ? Nếu không chúng ta nghỉ nào. Chắc là hết rồi đúng không? Giờ này chắc cũng chẳng còn bài gì nữa đâu. Đấy, cố gắng ôn những cái dạng như này nhiều vào nhá. Bám sát chắc và xem bài tập vào. Đi thi nó cũng chỉ quanh quanh quẩn quẩn mấy cái đấy thôi. Và các bạn cố gắng là làm bài cho tốt vào nhé. Mình thì mình không bao giờ mình PR theo kiểu học một ngày mà qua được môn đâu. Học nó phải là cả một quá trình. Không bao giờ làm chủ một môn trong một đêm thôi nhá. Nhưng các bạn đừng có ngày mai bắt đầu mới ôn. Đó. Và cái thứ hai là các bạn làm bài tốt à? Tại vì làm bài tốt lương tâm của mình nó bớt cảm giác. Các bạn mà làm bài không tốt cái mình nhận tiền nó cũng ngại lắm. Thế nên là các bạn cố gắng làm bài tốt vào, suôn sẻ cả hai bên. Và như mọi năm thì nếu mà bạn nào được điểm giữa kỳ và cuối kỳ tổng hệ số ra là cao nhất thì các bạn sẽ được hoàn trả lại một thẻ nạp 100.000 luôn và nạp trực tiếp vào thẻ của các bạn luôn. Thế nên là các bạn cố gắng là làm nhá, làm cho tốt không? Để nhận lại tiền. Tự dưng đóng 400 đúng không? Giả sử đóng 400 làm bài tốt đóng còn có 300 đúng không? Tự dưng rơi vào đầu ai cho các bạn 100 đúng không? Thế nên cố gắng làm gì làm cho tốt vào nhá. Rồi, thế thôi. Mình nghĩ là cũng khá là gọi là tổng quan cho các bạn tất cả các bài, các dạng như thế này rồi. Những mình nói lại là những cái bài mà nó liên quan đến kiểu kiểu như thế này nhá. Thứ nhất là như thế này này. Thứ hai là nó nối giữa hai cái pha này này thì các bạn phải chọn pha nhé. Tức là phải chọn UA bằng bao nhiêu độ, UB bằng bao nhiêu độ, UC bằng bao nhiêu độ đấy. UAB bằng bao nhiêu. Đây đây đây, các bạn tính ra. Phải chọn nhé. Rồi, rồi ạ. Rồi, hôm nay cảm ơn, rất cảm ơn các bạn đã không làm cho mình dỗi nữa. Và chúc các bạn học tốt nhé. Thôi, mình kết thúc live stream đây. Bye bye các bạn.